Mang bình, mang bình. Mang bình thì học Mấy lặn làm gì? người chết đuối không nhiều lặn thì cứu không ra làm Ủa nhưng mà ý là tưởng học đó. lặn là kiểu học nín thở các kiểu chứ. Không Không. đấy, chết ta năng nhở, về Tây Ninh là hết cả lặn luôn. Thì đương Không, nhiên rồi, người người ta đi sợ vùng sâu vùng xa, người ta đi xa người ta học cái mới chứ, mẹ giống bách điên mẹ ngồi đi học đây. có văn bản thì tạm thua. Điên là mẹ phòng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, cứu nạn cứu hộ một phần trong đó chứ học mới Thôi chi. thôi thôi Thì thôi thằng cậu nhạc mình vô nhanh đâu cái. trên đây đang trên đây tao mơ muốn lặn đâu không được cơ, hả? Mơ mày trên đây nha, mà tao muốn lặn mà trên không được cơ. trên đó không không trên đấy thì lặn cho cậu được thì được, bên đây không? cũng 4G các thứ rồi, Thằng ký mẹ em cho rồi tốn tiền, hả? tốn tiền 20.000 có đủ đăng ký không? 20.000 lót dép cho nó Đắt dữ đó, đăng ký một ngày thôi. à? Bọn này chạy luôn này, Ôi bà này không có đăng ký một ngày, nó có giống Việt Nam đó. Ui nó bắt đăng ký một tháng luôn kìa. giờ mà tổ Tập trung Cái chọn như bạn đây. gì? Đã cờ đã khi đã uống sim một tháng một ngày rồi. Ôi bài quả tôi xấu quá mi ơi. Vãi trưởng. Ờ, sao vậy? Mình thích đánh mặt chấm đảm à? Cân quân ngon ngon đấy chứ, tươi Trọng bạn đời thế nào ấy chứ. quan trọng là nó lên được đời không. Chào ơi, chả có chính chả có phụ. Chán không chịu được. Kinh đầu người được thì thôi đấy. Quả phụ 4 cây. Đéo quả 4 cây như bịt. Thân cũng qua con vực mới. Quả 5 cây, 1 cây bên vực. Rồi, thay quả luôn rồi. Đúng mít tì. Đấy, cái thằng đỡ ta này dễ sóc lỗi dân vậy. Không, ý là kiểu mình cứ mình có thịt từ mình nắm liên tục đến lúc nó có thịt từ mình không để ý mình tìm mấy quả đầu lâu lâu tí đó. Lỗi đương nhiên là lỗi rồi, đương nhiên là nó chạm dân là cái bình thường rồi, nhưng mà ý là cái như thì chết giòn nhỉ, thì có nhiều khung khung đấy nhưng mà sợ không lên được đời. Vậy thì thay quả rồi. Tìm thêm bài hiệu nữa. Cái định nghĩa không nên được đời của bạn là cách mình nói đây. Mà bạn này. Hả? Cái định nghĩa mà bạn không nên được đời là bạn thích người mới. Chạy để bạn xuống quá. Sao? Ở trong đầu người. Tay đã xin lên 20 giòn nữa thì không
Thế thì bạn qua chơi luôn mách đi. À, thì biết nhỏ ở đâu đã mà mẹ cứ. Tí mẹ cứ quay tiếp đầu. Vấn đề là nhỏ dò thấy nhà ai. Nói chung là bây giờ thằng Tùng nó cần xem, nó cần thôi. Nói chung chọc ở nhà nào chọc thôi. Cùng nhà với ai đây? Cùng nhà với ai đây là sao? Bách cùng cánh với bách hả? Okay, vậy thì chắc tao cùng cánh là mình thấy là Tùng rồi. Nhưng mà tao sợ không lên được đời lắm nhỉ. Vậy cái đá đấy. Tao sợ nó bị muộn lắm. Tao là rất muộn luôn đấy, không phải muộn nữa. Mày, tao buồn vồn. Dâng lờ xuống bên đây luôn. Không kịp ra rồi. Chờ tao mới kích rồi này. Vậy cứ cướp. Cũng như đùa tao đấy à. Nhà nhìn nhà tao là người kích cực xấu luôn, người xấu này. Xấu con gấu. Ừ, mít ra đây chém mách luôn là win rồi. Vì sao thằng Tùng ai chém? Tùng lên muộn cũng phải lo. Sao biết? Không xem mà. Tùng lên muộn tao chắc luôn. Tùng lên đời rồi kìa. Nghĩ sao vậy? Cầm xe hàng lên muộn. Không lo, mi cứ chọc bách thôi. Ok được. Chứ mi chọc tùng tao chết thì làm của nó không win được. Đúng không? Ok. Lúc đầu thằng bách quên sóc dân rồi này. Hả? Lúc đầu thằng bách quên sóc dân. Đâu, 24 dân. Mẹ thằng thằng Nam Vinh kể xong rồi, đang gọi cho cái mẹ mình để hôm khác. Cái gì? Thằng Nam Vinh bây giờ nó cài được rồi. Nam bảo sao? Nó cài được rồi. Mà thôi để à, nó bảo hôm nay nó chơi hả? Lúc lại tao vừa mới dụ cách đây mấy phút mà. Thế à, không để ý. Ờ. Thôi cho nó nghỉ đi, đủ người rồi. Mẹ ăn bách này, lại mẹ xếp lại gọi. Chắc được rồi đấy. Yes. Yes. Mình nhớ cái chưa? Chém cánh đây luôn đấy. Dâng lờ. Rồi, biết rồi. Dâng yes. Lờ dâng làm sao kịp được. Yes. Start the game already. Thôi đánh lờ rồi dâng. Đánh không, cánh đây luôn. Không, tao đánh chém ở nhà thôi. Dâng, mẹ đòi chém dâng nữa làm sao mà dâng được. Mẹ bây giờ muộn cơ mẹ rồi. Ờ, thì tí là được. Với lại nhà xa thế này chém thì chỉ là gọi là chém ngang thôi chứ còn mẹ chém là chết được bách khó lắm. Mẹ chạy xa đến nơi thì nó chính xác ở góc mấy giờ đã gần nhà tao, đi từ nhà tao kéo lên ở bên nhà bách luôn. Là mấy giờ nói mẹ ai biết nhà kéo lên mà. Tao làm sao là thấy được nhà bách đâu đi. Sao biết cùng cái nhà bách? À đây rồi, bách không ăn được vàng rồi. Chết bách rồi. Ăn chung với bách. Ok. Bách không cho bách ăn vàng rồi. Rồi đấy các bạn ơi. Này đúng không? Kích đời chưa đấy? Chuẩn bị. Đấy cái lồn 12 rưỡi rồi. Trời ơi. Không biết nhà tao xấu cái gì đâu. Cái cửa đấy. Ok. Tao phải bo nhà đã. Mách có giỏ gì nhỉ? Có giỏ rồi á. Ừ. Tao chọc một bãi vàng rồi. Thằng Tùng cạnh nhà đó luôn để tao chém nó trước. Rồi, tao không được nhà rồi đấy. Rồi, tao
Mách ăn tại phòng mới rồi. Ta biết ngay rồi. Ta biết rồi nha. Mách vừa nhảy đời ấy. Mình nhảy đời gió. Lên rồi, mẹ lắc ra chạy gần đến nhà luôn rồi. Mạch con chở bánh xe này thì ôi xe. Em nay có khu vực nhà rồi. Ok. Tùng đánh cung à? Thế sẽ biết nhưng mà tao biết nhà Tùng đâu rồi. Nhà Tùng cạnh nhà Bách luôn. Rồi, cung được nhà rồi. Thôi thằng... ấy thằng phế rồi, Bách phế rồi. Bách có bánh xe rồi nhưng mà phế rồi. Nó chạy dần theo nhà bạn nhá. Ai? Thằng Bách. Nhưng mà không sao, ờ thờ tao chém được mà. Mẹ, có bánh xe mà ngon à? Nghĩ sao có bánh xe mà ngon? Để chém pan. Chém pan mà bạn phải chạy á. Nói thật luôn. Trời ơi. Mày cơ, lờ vào nhà kiểu gì bây giờ? Hơi yếu tí. Có thủ được nhà được rồi. Bây giờ tao vào, tao vào được nhà Tùng rồi. Tùng boy nhìn. Ôi trời. Nhà cân đôi rồi. Bạn nhìn nhà tôi cho ạ. Hãy lồn bạn ơi. Giòn được cân boy. Cái trời buồn phồn luôn á. Tùng đang ăn khỏe mà. Cũng khỏe mà nhìn chém kìa, nó vào tận ruộng thế này rồi thì... Mẹ... Vậy... Đông được đà nữa. Bạn, bạn lò dấu hút voi kìa. Voi đâu? Ờ. Đúng không? Đúng. Ừ. Đúng sao? Bách không vào được nhà Hitty được xác định quýt luôn rồi nữa. Thì Bách con được vàng đâu? Rồi. Ăn được trận đầu ngon lành rồi. Đã rồi. Rồi bạn ơi. Đang vào rồi. Ok. Bạn đi màu 3 đi, bạn màu 5 đi. Màu 3 đang hên. Yes. Tèng. Yes, yes. Tùng chốc rồi à? Yes. Nhanh vậy. Xe. Ô. Ngon rồi, bạn đánh, bạn đánh Tùng nhá. Tít. Trời, cứ xác định là chém bách là ngon là win rồi. Không khoan. Bạn đánh Tùng nhá. À, mà nếu mà nhà xấu lắm thì đổi cũng được. Bạn cứ chém thôi. Chém Phật mà đánh thôi. Lâu lắm rồi đánh bè tàu, nó có lỗi nữa. Chơi bè tàu luôn á. Tí vậy.
Nhà tao lại có thể đánh cung rồi mấy hai. Mẹ nhà nào 10 giờ này, nhà nào cũng là chuẩn chỉnh nha. Nhà hai quả phụ nhá. Có thứ đồ sang đây. Mẹ thiếu thể chạy sang đó, mẹ chết mẹ ăn dần. Chắc đánh một lượt trên A cho chắc nhỉ. Crazy Man đánh 22 giờ nữa mỉ vào. Ai? Thằng Tùng. Một là ép sớm, hai là ép lỗi. Kích rồi nhá. Ok ok. Đồng 10 trong tập tay chứ hả? Hay có phụ mà. Để thêm dân phô nữa, làm ăn lại cũng khỏe nữa. À, thằng Tùng lỗi, Tùng lỗi giờ lên 24 dân. Tưởng cái nào. Ngon. Lát cái nhỏ. Lát nhỏ. Khó chịu thật. Trận này win chặt luôn đấy. Mike của anh có 24 giờ. Hay là Mike lại chưa đăng ký 3G đây. Ok lắm á. Nice. Chết rồi, mạng như mạng bên tao lát, mạng bên tao.
năm mấy, à 9 năm mấy. Đúng con trò. Bỏ lắm, bỏ lắm. Bạn ơi, tôi kích 10 số rồi bạn ơi. Ok, bỏ lắm. Có tầm chém một cánh bay không? Hỏi đi. Dạ này, bỏ lắm mà, bỏ lắm mà. Nếu mà tất điểm nhanh thì cứ tất điểm thôi, thì giờ phải khỏi. Bánh kiểu tự tin cho bánh fit quick luôn. Mang cung tê ra bắn luôn. Mới bắn ạ. Mai đã 6 giờ mà không thấy thằng Tùng có 9 giờ thì hai nhà cạnh nhau rồi. Ui giời, Crazy Man là một tầm một mã giòn nào mà mình. Đó thế đấy. Còn phải tầm trung phòng giòn đến chơi nhỉ. À, Tùng đánh chém nhở. Mẹ tầm cho tầm là chục thằng dân đi dò, à chục thằng dân đi ấy mình chơi lên đời. Tùng quá hả? Ừ. Rồi bắt đầu ăn vàng mà. Thế thì còn lâu mới có bán free xe bạn ơi. Bạn ơi có cần thực không? Có dư thì cảm ơn này. Nhà bách kín mà, à, kín mít luôn. Mà chóc thấy Tùng báo về là chết rồi, cho nên là kín luôn. Ờ, kín thì kín thật, nhưng mà không có đồ. Giờ phải vẽ ruộng được chứ gì đâu, ăn cỏ các thứ đấy mẹ. Ba ép rồi, ăn cỏ các thứ, vẽ ruộng thôi. Chóc thấy bảo Tùng chết tầm chục dân rồi, chán luôn rồi. Chết hơi sâu à? Không ăn được vàng nóng phù gì ta. Ngon rồi, bỏ túi 2 trận rồi. Này khi đánh được 2 độ nhỉ bạn nhỉ? 2 độ gì? 2 độ là cái gì? Căn bản là quân mình đẹp mà. Quân đẹp bài đẹp. Quả đẹp bài đẹp quá. Đổ người tập mạng luôn nhỉ? Cắt kèo. Yes. 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 Start yes. The game already. Yes. Min. Mark cả thả. Bạn chỉ cần con với ấy là ngon rồi. Chán cả đội được. Min à? Chém tấn công là chắc nhất. Mà lại qua lại sau. Mắc linh lắm. Mà trông có vẻ kín. Đẹp không? Ừ, chào game, mình biết nhà đẹp hay không? Thế là biết khung luôn. Nhưng mà có dốc bao quanh rồi thì còn lại rồi. Chắc là kín, sợ kín lại hay nghèo. Ờ.
Trời, đẹp quá. Đừng gò, đừng không không gò trong những nhà tàu nhá. Một kêu một gò rồi. Một quả luôn rồi. Không, đừng hòn gò sang hướng nhà tao nhá. Gò sang kia. Thế nhở là hai thằng ăn chung. Thằng nào để ông chung đủ đô rồi để ông đi gò nữa. Ok ok. Chỉ trong thế này là đủ đô rồi. Nhanh đấy. Thế cháu một voi, một quả với lại một hiếu là đủ rồi. Có phụ ạ. Hai voi bạn thấy không? Không, không thấy một voi đâu. Ở thế ăn luôn đi. Không thấy thì không phải là ở đây. Voi có cái đường cùng hai nhà sao? Tí nữa ta. Ôi nhà kín lắm mẹ đây. Ngon. Chỉ hở một đường đường mà. Chúng là trận này mà muốn ép sớm thì cũng được. Ép sớm mệt nhưng mà còn đánh nhiều dòm nó sẽ khỏe hơn. Chắc lên thẳng cung cũng được không nhỉ? Bài bạn có đeo không? Bạn tự tin đánh nhé. Tự tin, tự tin nhé. Bên nó có một xe mà không phải đùa đâu. Nó cứ như trận trước nó cũng kích tàu 10 chứ phải phế đâu. Rồi thêm một quả nữa rồi. Rồi rồi. Đừng đừng dò dây. Ở dưới nhà hai nhà 7 quả thì dò ăn nhở. Rồi. Các bạn kịp chém cánh bữa này luôn nhá, cho chắc. Hả? Chém cánh bữa này luôn cho chắc. Ok. Còn nói sớm rồi lại dâng lời với bạn luôn. Khỏi, tân đến tại nhà thôi được rồi. Không chưa được dâng đâu. Rồi nhẹ một mình một bài rồi bạn ơi. Thế này ngon rồi. Nhà bên kia cũng kích ngang thôi. Oh, no.
จะไปไหนล่ะเนี่ย เออดังตามสร้างรถหน่อยสุด hai nhà là thông nhá. Nhưng mà nhà bách có bị kín. Thế nó ấy nó vẫn chưa chọc được tờ nào. Okay, okay. Nhà bách kín bưng á. Có dư cổ không bạn này? À, không còn, không còn, không còn. Chém được khoảng chục cân của bách ấy nhá. Bạn còn gì cửa nữa. Chém luôn cả dân tùng rồi nhá. Bánh phá con mẹ lên rồi. Có lấy y hay không á? Y thì làm gì nữa? Tầm này y ăn ý nghĩa gì đó? Nên sau cung A thì tầm y là mũi. Rồi bái trăng lượn lờ ở đây rồi thì rồi sau cung A bố nó rồi bạn ạ. Chắc là chắc có thể phải chán nó chút luôn. Bách bách đang cho trắng nhà mình ấy nhở. Thiết ạ. Thấy rồi. Ok. Máy trong mấy giờ? Hả? Máy trong mấy giờ? Máy trong 6, 5 giờ. Okay, okay. Hai đứa đang lang thang ở đây cả này.
Erectus. Erectus. Mày lên mày coi đi đã. Mày lên trên đầu 2 thì trên đầu 3 cũng ăn còn chả ngán nữa, trên đầu 2 mày mày nhảy nhá. Hai đứa qua đây rồi thì đẹp không ạ? Ủa, mẹ Tùng sang đây đỡ cho Bách này. Mà Bách chết tầm chục giờ nữa rồi. Tham đẹp từ lâu rồi, các bạn chưa muốn biết thôi. Muốn về bắt cũng ạ à, to bạn ạ. Tham đẹp lắm rồi mà. Và khẩu này thế nhở. Và chém mạnh nhẹ nhàng, bắt đầu cho mạnh xẹp tay ô tô thôi không hả? Nhà Bách ở đâu? Cái hốc kia chứ? Thì kín phết. Bây giờ mới chui vào thì muộn mẹ rồi. Mà kể cả cứ chui vào sớm thì chả làm gì được, căn bản là cũng gọi là có thế thôi chứ còn nhìn thấy lạc đà đông như giỏi không? Nhà bạn đẹp nhờ? Ờ, thế mới đánh thẳng cung chứ. Kín vai trưởng. Sao tay bây mở hớ đấy? À, lúc đầu tính là bò rộng ra một tí nhưng mà thôi bò hẹp lại mà tìm được. Tại vì cái chỗ này nó bị dốc, không đóng được BM ở đó. Cái này mình kích cũng sớm nữa. Tài 3 voi. Chạm 4 ra anh vồn. Tới trận cuối còn làm cả mới bạn đẹp. Có nhà nhà tí để đánh trận nữa không bạn? Thôi nhà ăn gì, đánh cho đánh đằng nào không cần, cứ nhà nó không vui đâu. Mưa to quá chẳng nghe gì ạ. Yes. Start the game yes. Already. Yes. Xong. Lại hít này. Các bạn là cũng hit luôn. Hit con kẹp. Đánh thẳng hai cung cờ luôn này. Tại vì nhà cũng có vẻ kín. Ơ hình như vừa mới đổi đúng không? Lúc nãy mình toàn ở góc trên, bây giờ chuyển sang góc dưới này. Lúc nãy mình toàn ở góc trên, bây giờ xuống góc dưới này. Bà phụ có rồi nhá. Đây ngon rồi. Nhà có cái bo rồi nhá. Nhà tạm kín rồi. Nhưng mà nhìn có vẻ hơi nghèo, mới thiếu một thiêu một voi. À hai hiêu rồi. Không biết nổi nào, giờ kiếm quả ở ba vọt ba hiêu luôn này. Sát tường luôn. Người lùa luôn. I'm done it.
Hai cung. Bạn ơi, anh thấy biết nhả luôn. Anh kiểu sinh thường vô dạng quá. Hai. Thơm. Sớm nhỉ? Mọi người đứng đợi rồi nhỉ? Ok. Mike lên sớm nhưng mà chắc đánh cùng thì không ke lắm. Kéo nó
Ok ok. Tùng chém cánh vai rồi nhá. Tùng nó chém cánh vai. Tùng đánh chém cánh vách á, hay là sao? Ừ, chéo sang cánh vách mà. Đang chém cánh, đang xin chéo, đang chọc cái đó rồi. Thực quá. Chém gì ở bách đâu nhở? Mẹ sư tử thì cắm chết cái giò đi ăn thế nhở? Cho qua kém Tùng luôn nhở? Bạn lo con về ấy nhở? Tham đèo tham bác này. Một tôn quân đấy nhở Tùng ạ. Ok ok. To bung nhà luôn à? Bách chạy cung rồi. Thôi chém bách thôi. Chém cung gì? À chạy. Rồi rồi, kia kia. Mách đẩy cho nhà tao chạy luôn nhà ấy nhở. Chết ạ. Chạy luôn nhà nhở. Tình tình mà đánh thằng ấy đi. Đừng có mãi công mà. Đi đi, cậu anh ạ. Câu này có mày hở, ở câu này câu này hở, câu này câu này vào vào trong này cái khe hẹp hẹp này bắn vào bắn sơn vào bắn sơn đang xoay nhở. Rồi bắn bắn nhở. Vào đi vào đi vào đi. Đang vào bạn bắn bạn bắn khủng. Ui nó khủng đồng á. Bạn vào không vào đâu. Ở đây là có dân thằng ấy chứ. Cung bạn đâu rồi? Con đang chọc. Nó bắn gì đây? Phải cộng đấy. Đâu rồi? Đang đi quản linh tinh thôi, còn nhà đâu? Từ từ nhá, từ từ nhá. Từ cái gì? Đang đi quản thằng Tùng thôi, chứ không làm gì được thằng Bách được rồi, bây giờ nhà nó kín mà lại còn ấy nữa. Bạn quân lại đâu? Đang đi quản nhà thằng Tùng mà lại còn.
không thì không không nhất thiết là phải công chết được thằng Bách đâu. Con này được lo phát triển đấy. Mình hai người mà. Tùng nó có hồi được máy đó. Đã mấy người chủ giống lại rồi. Ok ok biết rồi biết rồi. Rồi rồi biết rồi biết rồi biết rồi. Điều quân với bạn đây. Sao tôi đứng yên vậy? Tùng vẫn ra được chém đấy nhá. Tùng vẫn còn đông á hả? Vẫn ra được chém. Không biết ăn vàng ở đâu. Nó phát triển đấy, cứ phát triển tay to lên là được. Ủa mẹ sao con Tùng nó vẫn ra được chém vậy? Chạy lên 12 giờ làm gì thiết đấy? Thiết. Có đâu à, có ứng bạn ơi. Có cái gì? Bạn ơi. Không, không có gì hết. Thằng bọn Tùng này đẩy, à thằng, thằng ấy lại đẩy tao rồi này. Tùng đang trong nhà Bách ấy. Ờ thế, nhưng mà bây giờ nó đẩy nhà tao, nó chạy nhà rồi. Tùng đang trong hết nhà Bách luôn rồi. Bạn cố mà ăn dần ấy, được thì ăn thôi. Bạn ơi, con dân kìa, dân kìa. Thấy rồi, thấy rồi. Còn 50 vàng rồi bây giờ. Ấy thằng Bách đã công góc dưới lên kìa. Tham đang bị đèo xuống kìa. Xem phát triển các thứ nhá. Trong góc bên trong có còn gì rồi không? 50 vàng cái đồ đó bạn ơi. Mày còn 6 vàng nhá. Không đủ. À 120 vàng đi quên. Cứ đợi đào đã. Bây giờ mẹ thằng Bách nó cứ đẩy bay nhà làm sao có làm được gì đâu. Vàng như này. Ok lắm. Tăng nhà ai các thứ lên nhá. Cắm cốc 9 giờ có còn phát triển được không? Alo. Xe rồi.
quá bạn ạ. Ok. Đoạn này bách lại không mò à? Đoạn nào? Cái đoạn từ rừng sang đây này. À đoạn thẳng nhà á? Ờ. Thẳng nhà thì bo làm gì? Đấy, bo đoạn này một người nhờ. Chắc là lúc đầu kiểu bo hẹp. Mà không biết chắc là trên này không đóng được à thì là bỏ chào. Xây 4L mà có sóc được 4L không các bạn? Có, làm sao sóc được mà. Nhà mình hai quả phụ liền. Khỏe quá. Tùng làm được ít ruộng đông lạc đà hết nhở? Đâu cũng chả ít đâu, nơi đây thế này là đủ rồi. Chậm năm này, các bạn bảo chậm năm này. Các bạn bảo chậm năm. Mình hai thằng ra dân được cả. Bạn bạn bảo chậm năm này. Cho. Tùng bảo chậm năm. Sốc cho năm không trắng luôn. Sốc. Vào đây bạn ơi. Bách lấy màu 1 năm à? Bách lấy màu 5 thì mình lấy màu 1. Xem kìa. Yes. Bắt đầu bật. Start yes. The game already. Bách lấy màu 5 rồi, không lấy màu 8 nữa. Yamato. PC. Ủa, bên bạn hay xem. Ấy xì, đưa sức con xe. Ấy xì, đừng nghĩ là con xe, tại vì quân kia. Còn có cần Tùng rồi nữa. Rồi lại cầm xe, muốn đánh 1.5 à? Sao leo xe đéo đâu. À mờ chết rồi. Nó có lạc đà. Thôi ra sao. Chỉ áo gì nhỉ? Mình lấy số lượng mình cùng chất lượng rồi. Nhớ nhà 6 lắm, chưa mẹ có đầu xa tiếp một khơi thế này. Chứ lại cũng không ép sớm được. Sẽ định gọi có quả vừa rồi. Vừa to quá, hơi khó nghe. Bật thì bật loa to lên. Wow. Nhà 6. Nhà đẹp nha, nhưng mà không biết quận, biết tài thế nào rồi. Nhà đẹp đó. Được rồi. Rồi, bài này cũng tươi rồi. Gỗ hơi lớn, hơi tù tí thôi mà nói chung là đồ ăn cũng ổn. Nói chung là chỉ là chém thôi. Để thêm giật nữa thì đúng là mẹ. All my.
Rồi con luôn gì nữa. Cất cánh luôn. Bạn không chốt bên đó đi. Đâu nó. Cầm bách thì có cần chém một cánh bay không? Sợ bách đánh chém á, nghỉ bách đánh chém. Bách đánh chém á? Không nghĩ vậy. Hay ba giật, đúng rồi. Bạn tự giải quyết nhá. Con thôi. Có con cần được bách. Kinh rồi nhá. Kinh thứ hai á. Ok, gánh đi vào đi, ok. Được, thế rồi, ổn rồi. Tự thông cánh nhá. Không chém hộ đâu nhá. Người mẹ. Giờ lò ra nổ được voi nhỉ. Chết tôi không gì. Bo nhà xong luôn nhá. Bách vừa đến giò phát tìm bo nhà luôn. Là bay cao 6 giờ rồi. Bay cao 6 giờ đúng không? Bay dưới nhà tao rồi. Rồi, đến nhà Tùng rồi. Tùng bắt dân ta đập chú nó chạy. Bách để dò cho nhầm đi đấy nhỉ. Ok ok. Thì chịu thôi. Đi làm lên xe thôi. Ui. Lại chết tầm 5 giòn đến từ được cậu. 5 đến 5 giòn đến từ Tùng nhá. Có cổ giữ cổ cho 100 cổ đóng IP cái cho nó chắc lại nhỉ. Có miệng. Đâu đâu. Ra ruộng để... Rồi, cầm hổ rồi con. Okay, thì nói.
Tùng chết thêm tầm tầm 5-6 lần. Tùng không ra, không có quân luôn nhở. Ok, vậy để tôi đi chạy sang nhà bạn. Có máy xe chưa bạn? Có rồi, chứ không nãy giờ nó có thông chết rồi. Quay đi quay lại chết bao giờ? 4 giờ rồi. Bạn nhà quân của bạn đâu? Từ từ chưa vào được đâu. Ok, không sao sao. Kiếm chỗ đứng nóp là được rồi. Quan trọng vào làm gì? Căn bản là chém chết ở thằng Tùng rồi. Dân chạy đi. Chạy dân. Mò không kịp. Bạn giết được nhà chưa? Tùng giết được rồi. Còn nó chạy hết đâu rồi ạ? Không thấy, nhưng mà nói chung là Tham tôi còn 22 nhá. Tham còn 22 thôi. Bạn thấy là chui vào nhà đây cũng được. Nhà đây rộng lắm. Ôi thằng White tầm vậy. Nhà đây có vàng luôn này. White tầm phải trục lên. À phải tầm cái chén nữa. Trong cái này mình rồi. Không ăn được gần của Tùng nhá. Trông là hết thân 6 quần rồi đấy. Bắt đầu chuyển cung nhá. Nhà chém nhà bay rồi. Nhà bay sâu lắm. Nhà chém ăn dần này của bay nhá. Ok. Máy bắt đầu tụ được quân rồi đấy, bạn xem tham ấy nhá. Giờ đi quán ăn Tùng đấy nhỉ. Tùng cũng đông cung ấy nhở. Ôi, Tùng đau lắm rồi đó. Tham cân rồi đấy. Ok,
Mắc thang đấy bạn ơi. Đóng đóng A ra ngoài đấy, phát, mà phát triển rồi đấy bạn ơi. Cái con nút của bạn rồi đấy. Tên tổng thực dân của tổ nhá. Tham nhưng mà tham vẫn con, tham vẫn con đấy. Ăn được thêm dân của bác nhỉ, tổng thực dân của bác nhỉ. Ngon, bạn cứ quay là ngon rồi. Nhưng mà còn lại là bạn phải làm thế nào đấy. Mẹ nó hai nhà phát triển được. Nhà tôi lại không giữ được nhà. Tôi quyết à? Tôi quyết ngay. Bách người chết là đánh cho quân rồi. Bách cần phú chặt gỗ cơ mà. Không sao tay to được. Rồi, các bạn muốn chạm năm. Chạm năm rồi đấy. Đội bạn không phối hợp với nhau. Tổng nhờ nhà tận này kinh ngang với hai xem với nó luôn kìa. Với hai mới. Thế thật. Mình vừa mới vừa mới bo hết nhật kín nhà thì bách mang giò đến. Mẹ nhà đẹp vãi làm gì nữa. Còn chuyện, chuyện khoản có Momo được không bạn ơi? Hả? Chuyện khoản Momo được không? Tùng không chịu đẩy quân đi này. Thì tao chém cho lúc đầu tao chém cho mẹ tầm 10 dân thì xong lại cứ vòng đi vòng lại cho thì mẹ còn chưa lên giáp nữa thì làm sao đánh Tùng được. Mới lên đời xong rồi chém cho đéo hết cả người lên rồi. Cái chỗ BE cạnh bia bệ Hồng Tùng nó ngoài hở nó không biết. Nó tao cũng chả biết làm sao nó hở. Nói chung là đen. Bách đang làm muốn làm cái chạm ba giao hữu này. Chạm ba giao hữu à? Tài khoản okay. Tài khoản Momo hết rồi phải làm sao đây bạn này. Cho người kể sau. Mẹ đôi bạn mà cầm hai xe mà còn thua cái này thì có chốt đổi bạn cỡ không thiết đây. Tùng nữa à, vậy đi. Chơi kèo này mới hay này. Thôi, được kèo thế. Kèo này cân này. Không, không được đâu, không cân đâu, làm sao chấp một dân ở Tùng sao đánh được. Tùng xem vẫn đợi yêu quá, đánh không có cửa bật nào. Nhưng mà một dân thì vẫn được kích được 11 là bình thường, 11, 12 nếu mà bài đẹp. Ừ. Ừ, thế thì để ấy đi, cho đội bạn gỡ kèo lúc lại đi. 15-0 đi mà. Ok. Bay bạn, được đấy. Hai xe mà còn đen gì nữa trời. Hai xe bách chắc bài xấu. À thì căn bản là bách xấu, thằng Tùng đánh chủ lực lại không cứng.
Nhà tao ép bài vừa đủ luôn mà. Hai quả mà ép vừa đủ. Yes. Hâm mà trận này có một quả bạn đây. Yes. Start the game already. Bên bạn là đây đi. Phụ không ổn nhỉ. Kèo này bách. Lên phủ. Tụng thấy kèo bách. Cung phủ phủ. Tùy xem mẹ rồi bạn có chích được đời không. Mẹ chơi lên được đời mẹ gò đến bít rồi thì phù là linh đấy. Phù có nghĩa gì nữa đâu. Bạn cứ lag lại đây. Hình như back lag mà tao thấy mặt trời ở back mà. Ờ, back lag. Nhà kín phải nồi. Một cái bê với một gói tỏi già. Tội là mới có hai hiệu thôi. Có bà phụ ở hai nhà mình thấy chưa? Không thấy. Chưa dò ra nó. Chưa dò thấy đúng không? Cái gì mà đã dò ra xa đây rồi. Ăn được thịt, cứ nói được thịt sao nữa. Hai hiu sao một tội nhà kín lắm còn dừng rồi. Xong dần, ép lại sớm được. Đánh 20 dần có kích được đời. À đây, có thằng nào ăn chanh đây, ăn chanh luôn. Chanh bách luôn. Bách à? Ừ, ăn chanh bách rồi. Thấy là phản tanh luôn. Đợi gì nữa. Để ra tao định ăn bãi khác nhưng mà thấy ông bách ăn bãi này tao lại phải ra tao ăn chanh. Bất giận. Ôm
Đâu đấy, thế gian sách rõ rồi. Không nên chạy theo mà. Ôm mà chết đâu. Ừ. Cùng anh đi sớm nhỉ? Giờ này tao phải 11 rưỡi rồi nhỉ. Thực thì đủ đấy nhưng mà. Hơi lỗi gỗ. À không, 11 thôi. Là còn hơn tí. Rơi không đẹp rồi bạn. Nạp tùng nhá. Mãi con chưa lên đời. Anh tranh kiếm thuộc rồi. Tùng cái cung à? Lao Lao không như CA luôn. Con lên đời tao không sót được lờ. Tao không sót được giò, tao không có thực. Trụ nàng thôi. Cần thôi. Thích sớm hơn nhưng mà không dám đi dò, tại vì dò là không có gì cả. Thời gian thì có đâu. Tôi chưa khô máu với Tùng rồi bạn ạ. Bách chỉ ăn được 3 dần ăn vàng thôi. Đâu không phải 3 dần mà có 1 dần thôi. Bách cho mặt bà không chơi được con cay nhé. Lát thế nhỉ?
nó vãi ra luôn á. Kìa, sao đoạn này lag nhỉ? Bay hết dung lượng á, trời ơi. Tham lại đèo rồi kìa. Tham lại đèo rồi kìa. I saw. Thomas. Lắc vãi linh hồn. Lắc quá. Oklahoma? Alma. Darwin. Bay không chờ bánh xe nữa thì sao vậy nhê? Ra được dân này. Cầu cả đó nữa. Dấu con thỏ. Thỏ bánh chiếc chương trình rồi đấy. Giáp gì nữa. Bị đẩy cung rồi thiết đấy. Hả? Bị đẩy cung rồi. Đẩy cung hả? Đẩy cung, đẩy cung. Cung nó đẩy nhà tao à. Đâu? Bắn mặt dưới là thôi không cần. Thủ được, thủ được, thủ thoải mái. Bách. Sao ta lại hai con giò này? Đùa. Đánh chai phủ luôn này. Xin lỗi. Ai có phủ nhiều phủ á? Ai? Mike á?
Tạm đâu, có xong mấy con tạm bỡ thôi. Có bọc mèo ở nào vậy? Bây giờ bạn có những gì? Hả? Bây giờ bạn có một kích 4 hay sao? Có gì bắn lên 4 luôn này. Ờ thì một kích 4 này có vàng, có gỗ. 200 thực, 200 thực. Không, không có thực đâu. Đợi một tí là có tầm được vài cái ruộng rồi. Đợi một tí là có. Ôi, bánh. Gỗ. Bác có cung khoanh rất ấm ở trong đây nhưng mà xin lỗi. Bác lại mất thằng khoanh nữa, thằng còn trục dân. Con gỗ bạn ơi. Con. Rồi, bắn đi thôi. Bạn có chém có gì mang đây để đi. Còn gì nó không công đâu. Còn mới em tung lên này, tung lên cung mà. Tung lên đâu phù á. Nó không ốp được đâu, nó làm sao nó biết được nó ốp. Mơm có mẹ tầm 300 đồ mà làm sao mà mẹ biết được một ốp thì mẹ thái. Mẹ bây giờ quên đăng công. Chạy áo phát vào nhà Tùng. Đây. Tùng công phủ lắm đấy. Mẹ bái, đây, thêm, chết thêm 4 giờ mà bái hết giờ cho mẹ rồi. Tùng lên cung A, Tùng lên cung A. Kệ em đi, cứ tự nhà lên 4 thôi. Anh chết rồi, anh chết nặng rồi. Bạn cứ bò nhà lên thôi, không cho bách quấy rồi chứ Tùng không đẩy quân được đâu. Thằng ấy nó công phù tôi nè. Công phù. Chém phù bạn ơi. Mấy con bên nhà tôi à? Mấy con ấy bên nhà tôi chém phù. Hết rồi. Hết bị rồi. Ai? À đồng cung à đấy. Nuôi một tên để chết ai. Thôi bạn không công nhá, để tôi mẹ dùng chém chơi chết cung A rồi này. Thằng thì đã chơi rồi. Lại rồi, không tân liệt bách, không tân bách đỡ nữa. Gỗ bạn ơi. Đánh về 4 chủ động thế đi. Đánh cái đéo đi không xin. Mai là chỉ có ngồi ở nhà sóc dần và sóc chém thôi. Bạn
này mình thua được lạ chứ. À không ra đến nhà tôi bạn ơi. Đấy nha bạn ạ. Ok ok, chém luôn, tôi chém, tôi chém được, chém được, chém được. Gì dám van cũng ra. Tôi tôi. Bài cờ lồn. Tôi lên được 4 vết tải. Vô gồm. Này, cả này nhìn là tham nghe. Rồi kia rồi. 6-0. Sắp được vài con khung A sang đẩy nó này này. Không hiểu luôn tại sao lại lên được 4. Mẹ bơm đồ chậm lên. Thế lại có thằng nào đụng được vào đâu. Vậy thì âm 800 đồ. Mình quên lên máy xe mới sợ chứ. Đãi chửa. Mà nhà 6 thế cũng đòi lên 4, ta hiểu sao. Hả? Nhà 6 thế cũng đòi lên 4. À, tại vì có một đoạn không sóc quân ấy. Thấy âm đồ nhiều ấy. 1.000 vàng nó lại 600 thực rồi nên là lên luôn. Ừ. Tên sóc quân. Đó có mỗi đống ngược đà thôi đó. Qua chạy ở tùng. Cũng sợ không dám làm mẹ, con đúng, đúng mẹ lúc nãy ăn bài ăn hoang mẹ chiến thuật vồn bách khỏi lên đời luôn. Đã ra là định ăn ăn bảy bảy hưu gần đó tại vì nó có cả con voi nhưng mà thấy bách thấy các thằng nào chết thấy hưu chết là phải ra ăn ngay. Chiến thuật, chiến thuật đấy. Chung là kèo này thì các bạn khó cửa lắm. Kệ cái đó cho đôi bạn lúc nào gặp trận đỏ đã mình cũng bình thường chứ mà. Ấy không thế này ạ, bác sợ mấy bạn ạ, nó lại ngồi cả ngày nó ngồi nó luyện để chế rồi. Chắc mấy chuẩn bị bỏ làm luôn rồi. Mẹ cứ đau hết luôn, đã hiểu sao cho mày hại giống làm cuối. Thôi. Sửa. Chắc đuổi mình xuống cuối để lấy cho nó đẹp thôi. Để chiến thuật luôn. Này anh bạn ơi. Yes. Yes. Start the game already. Cái gì bảo gì? Yes. Yes. Lưng bạn, lưng bạn. Yes, yes, yes. Chạy lên bạn ơi, bạn ơi. Bạn ơi. Alo. Ok, ok. Yes. Yes. Ấy gì? Mày được chặn cầm chủ lực này. Tôi bạn cũng hiếp xe không? Mẹ tôi bạn trận nào cũng mẹ mới chặn quân của đẹp. Hiếp xe không? Đẹp phết. Rồi, quả 6 rồi. Mới vào được thấy không tươi rồi, không vui rồi đó. Quân mình, con
quân ngon thôi, còn đuổi con thỏ chứ nó cũng được. Con thỏ nó man để ép đời nó sớm. Đuổi con, đuổi con thỏ, đuổi quả sáu nó nhìn nó cứ không ngưng mắt được. Cũng may AC thì chắc không chậm lắm. Không thấy rừng luôn này, nó bị một là đánh dâng A, hai là kiếm hốc và xùi đấy rồi. Vậy là không đánh nhà rồi bạn ơi. Không thấy rừng á? Không thấy rừng luôn, chạy mẹ đúng một cây gỗ gần nhà đầu tiên, còn lại là không còn gì. Gần AC mà, lo. Nhưng mà không không được nhà thì có chém nó vào thì cũng thế thôi. Ủa bên đây nhiều rừng. À, thì thế mới bảo là một là sẽ là đánh bài dân A hay là kiếm hốc hoặc chui. Phải hiêu hai con có chịu nhỉ. Bắt đầu ra đèn rồi đấy. Thề luôn là không có rừng luôn. Ờ, bài là đẹp, bắt đầu 6 lần trước. Mẹ tôi dò sang phần nhà bạn luôn rồi. Không phải hiểu hai nhà ấy nhá. Có dò phải không đây? Bên đây chắc chắn có rừng. Hai tôi đen lại nhà chính sang nhà bạn ở nhà. Đã rừng xa vãi đái luôn. Đừng bảo cái rừng của bạn ăn là cái rừng bên nhà tôi ấy chứ. Không, có chính rồi cơ. Còn cái bà hiêu rồi hai nhà có dò phải không đây? Ăn đi. Ok. Không mẹ, có mỗi bà hiêu thôi đấy đấy. Không có ăn là nó chết luôn. Đẹp chưa? Đó, đẹp á. Bài đẹp chưa? Xấu lắm. Sóc dân đang còn lỗi cơ mà. Và thơ thằng Tùng, Tùng 17 dân là này bị vở cầm xe đánh 17 dân. Thầm lấy mẹ rồi. Tôi sóc dân mà còn lỗi lòi mắt thôi. Cùng cánh bách rồi. Này chắc bọn này bách này giờ là cay nó thông đít chết luôn. Thề đúng thấy một bảy heal luôn. Một heal đó. Một heal một quả đầu. Xác định là bài này phế đi bạn này. Mẹ quả đầu là còn dốc nữa chứ. Đèn quan này tôi chỉ cho bạn đồ ăn. Nhưng mà xa lắm. Mẹ có thấy được bài quả đang kẹp rồi hay cánh rừng nó được rồi. Thua luôn. Bài này chắc định phế đấy bạn này. Bạn cần 2 đấy nhá. Ê, tôi có voi cho bạn. Thôi không cần, nhẹ do nó rửa bán đồ rồi. Con này đánh bài không nhà. Tôi chứ. Đánh bài không nhà là ăn chay với bách. Bách rửa lắm. Hay mấy phần trăm. Là ăn bán chay với bách nữa thì.
Bách, Bách cáu quá mẹ, quên mẹ không đóng cái ép này. À, ép đóng đến 90% là bỏ đó. Bách đúng là cống con mẹ rồi. Nhưng mà không không kích tiếp được. Tôi sẽ đóng hướng giữa hai nhà nhá. Tôi sẽ đóng mặt A bò lên mặt nhà bạn. Tôi vẫn lên được này, tầm 12 muộn thôi chứ không phải là thế. Chúng chỉ tàn là gì chưa thấy được. Bạn chọc cánh vào hướng mấy nhở? 8 giờ à? Ờ, 8 giờ là có nhà bách nhá. 12 rồi. Mẹ lên kích đời đầu mẹ, mẹ kích tình thịt luôn. Góc 8 giờ bạn nhở? Rồi, kích được đời rồi, mừng quá. Mẹ tưởng không lên được đời cái gì. Không lên được đời mà lên được đời là đúng rồi. Vẫn 12. Đấy. Bách vừa ăn chay những bạn này luôn đấy. Đấy, xúc luôn. Kitty chúng tôi này. Kitty chúng tôi này. Trên nóng giáp của bạn này. Bò. Không áp nó. Chết to bạn ơi. Ui, nào vôi. Cái tình lại có tiếng gần chết đấy. Tôi đóng A hướng giữa hai nhà nhá. Hướng gọi là sang nhà tôi và bạn luôn đấy. Giữa hai nhà của này bo cho nhau thôi chứ còn tôi không đánh được gì đâu. Nên đời yếu lắm. Chuyện này khỏe hết. Ăn hoang khắp bản đồ thôi. Tùng đóng lờ hướng giữa hành giữa bản đồ đấy nhở. Anh Hoàn đánh A vậy. Đấy, có thấy giò Tùng nhở? Thấy giò Tùng chạy vào đây nhỉ? Mẹ tuần đầu vẫn đều. Bịp. Tuần sau chắc chắn cũng đều luôn này. Đánh vài phế vẫn cứ kích 12 được. Rồi vồn. Một chỗ đó kín rồi bạn này. Cặp quân của Bách, cặp quân Bách cho anh chém qua lại nào. Đây. Có Bách sớm luôn à? Mẹ mấy thằng này, hai thằng này kéo quân về nhà. Cái hướng, à từ từ, thôi để tao em kép rồi. Chạy hướng đó được, chạy hướng đó được. Bỏ luôn kép hướng đó thì nha. Ăn lên 12 giờ thì đố thằng nào mà biết được. Rồi chạy hướng đó. Nó đã cả hai anh nhà đó úp nhờ bạn ấy nhờ. À tôi đi lên búc. Rồi đây rồi, Bách còn chưa bỏ bế gì. Mẹ đều suốt này. Ảo vồn, đã hiểu sao đều được. Rồi, tuần sau là lỗi rồi đấy. Ê,
Rồi, tới rồi, có một con lạc đà đang tí. Chém tới ra đoạn này. Dư cổ nhưng mà thiếu thức của bạn này. Bạn này ăn hoang trên không này rồi. Các bạn ơi, bật nhanh lắm nhở? Ô banh luôn. Đồ đi. Ôi ơi, thằng kia nó thấy rồi. Tôi hết thực xong rồi. Thử hết cái con này này. Con thử cũng vậy đi. Thử hết thử rồi. Bách to lắm rồi. Ngoái trong vào. Ô bách. Đang cuộn đâu đây? Đang kéo đến nhà nó rồi này. Ở đây. Đặt nhà bách về luôn. Vào luôn. Chắn luôn, đang bắn không rồi. Vào luôn, vào thẳng ruộng. Đang ruộng này. Rồi, vào thẳng, không cần phải động đâu. Vào rồi. Ô rồi. Tìm dốc. Lên đây. Tôi đứng đưa bắn không được. Dí theo chứ bạn. À có cả tùng nhá, bắn luôn. Dí theo, nó chạy lên hướng 12 giờ. Bạn dí theo cùng nhá, tôi dí theo dần. Thôi, được ăn 7 quả, kéo hết cho vào đây. Nhà bạn kín, bạn về nhà quanh ruộng đi. Ơ, lên. Dần đang đứng yên. Ôi, chạy đâu anh ơi. Nó đang chạy hướng xuống dưới. Nó chạy đâu rồi? Nó chạy hướng đâu rồi? Nó chạy hướng tiền phòng rồi. Bạn cần gì không? Cần thực thôi. Cần thực sóc quân thôi. Nãy giờ có thực đâu. Nãy giờ không sóc được quân á. Sóc được tầm 2 cũng cùng rồi. Tầm 2 A sóc rồi. Sao quán đang bách đi. Quán đang bách mất nhà mà. Đang sao. Tao phải ăn được giận thằng Tùng rồi này. Kìa, dân kìa, đang chạy rồi. Ăn được gì dân quá rồi. Ok. Chạy ra chơi rồi. Úi, thằng đè lên. Quân không sóc cho được, nhưng mà ta làm cái đè lên. Vồn.
chuẩn bị vây bắt, vây bắt bách này. Bách đang đó, bách đang đó. Bách đang đi hướng vào nhà tôi. Còn gì, có ốp, ốp thẳng nhà bách lần nữa đấy. Không, vừa vừa đánh bách rồi, bách không còn gì đâu. Mách về nhà hồi ruộng mà lại đang lo bắn dần tao này, này thì bắn dần của thầy. Bắn dần của thầy. Bắn dần của thầy, ăn được 3 con dần, chết cả nhúm. Bắn dần của thầy. Bỏ nó úp tớ bạn nhá. Yên tâm, mách ở nhà vô cung chứ không phải đùa đâu. Tham vẫn đè lên, bách tham tầm tham bé lắm, bách tham tầm 2x thôi. Bách vừa chết 1 tỷ dân, bách vừa chết 1 tỷ con ở đây. Rồi. Mẹ tham tới 26, mà con tham bách. Thề là 6 phải cướp ra. Bạn nhìn vậy e kìa, bạn nhìn vậy e kìa. Thôi quýt ra là không thấy rồi. Cái hốc bị mệnh như này. Chỗ nào? Cái chỗ cái đám rừng đấy. Thấy không? À. Mình vẹn đông chém thế này thì nó đỡ vào mắt. Tôi còn thêm một kích quân ở nhà đó ăn được bao nhiêu dần nào? Toàn chém 4 không? Xem được kin bao nhiêu này. Gửi là kin 44 này. Tôi kin 50 đấy. Bách 442. Tùng 20. Mẹ cái góc này trên đây ăn, mẹ thấy mày cỏ ngon vồn ra. Cùng lại ăn chay, để thằng kia, thằng Tùng nó dò được. Là mấy không đấy nhở? Lúc này chặn 5. Trận cuối. Là 7-0 rồi. 8-0 à, 7-0 chứ. 7-0 rồi. Trận này 2 vua. Mẹ thề nó không lên được đời luôn ạ. Mà sao Tùng trận này không chém được gì luôn á. Thích sớm chả chém được. Chắc là mình yếu, không sóc được. Ấy. Rồi bạn ơi. Tội cầu rồi. Để cho Tùng tạo. Thề bạn. Bài ảo đã chịu được thế mà bạn. 2 turn, yes. 3 turn sóc đều. Yes. Sang các bạn ơi. Yes. Yes. Start the game already. Xong. Hai nhà lại cạnh nhau này. Sang ấy gì nhá? Bắt ấy gì thì thôi. Tùng lại chém. All my. Alo. Nghe đây nha. Alo. Cậu giờ không nói chuyện nữa. All my.
Siêu kín. Này kín thì đừng hỏi luôn. Nói tội không có đồ ăn. Zook on top.
Chlorine? Yuri? Homeless. Cái này không lên đời nha. Nghèo lắm. Nhà khó kiếm rồi. Yếu thế. Mà chết trong lửa. Là không bắn được luôn. Mẹ, trận này nhà quá nghèo đi. Làm sao lên kinh rồi. Để được không? Wi-Fi cho này chắc chắc được rồi. Không lối vào đâu vậy. Almost got it. Ice. Kim như thế nào? Almost. Nghe mượt lắm. Không ice. À, bị cấu cùng tê luôn này. Cái vồn. Em xin lỗi. Cái này bắt đánh chém cái việc trên bắt đánh cung thì hello thì vào đến nhà bạn đây chém quanh tôi nhá. Ừ? Chém quanh tôi nhá. Hả? Chém quanh này nhá. Trời ơi đại lò lội đôi voi. Homeless.
cứu cứu bạn ơi. Chịu nó quân, trận này kinh hoạt lắm. Đừng quit. Không đâu quit. Yes.